Tứ thật ra đang làm sao đi qua thì chắc cũng ít không đến nổi, nhưng mà hình như nhân sự của team Simon Tứ ra ngoài thì mọi người luôn luôn welcome, tại vì đây là một trong những môi trường được đào tạo rất là khắc nghiệt, cho nên mấy bạn sẽ rất là thích, đúng không? Và sao mọi người coi mọi người không bình luận, mà không thả tim cho buồn ghê luôn cả nhà. Bình luận thả tim thả ơ các kiểu nè, 2, 3, đúng không, đúng không? Có ai có câu hỏi gì không? Trời, cảm ơn bạn đã tặng quà cho Tứ. Mọi người có thấy Tứ nói đúng không? Mọi người ráng là lạc quan vui vẻ đi, mọi người thấy Tứ 35 tuổi trẻ không? Theo mọi người là Tứ trẻ không? Đúng không? 35 tuổi mà mình lạc quan yêu đời, mình đừng mình suy nghĩ tích cực lên. Thức đêm thức hôm hoài, bây giờ năm nay còn ế chứ mấy năm, trời ơi, tao nói làm phòng mạch luôn á. Mình cố gắng lên, mình có suy nghĩ tích cực là được à. Anh nói cuốn quá đi, hết buồn ngủ luôn. Cảm ơn em nhiều. Mình còn tuyển ông không? Hiện tại không đang tuyển. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trước trên Center Star Nguyễn Bình Khiêm. Đúng mà anh ơi, cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người nhớ lâu lâu vô kênh Tứ nha, Tứ nha. Anh